Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga gieo rắc sự chia rẽ ở Ukraine. Ukraine công bố video cảnh chiến đấu cực kỳ cam go giành bóc mút. Máy bay Nga xuất kích nã tên lửa phá hủy căn cứ và vũ khí của Ukraine. Hezbollah bất ngờ đem hơn 700 chiến binh tinh nhuệ tấn công Israel. Israel loay hoay với chiến lược hậu chiến tại Gaza. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga giả bạo deepfake lan truyền thông tin sai lệch nhằm khơi mào một cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông. Theo đó, một chiến dịch có mật danh là Maidan 3 tung ra những thông tin về cái gọi là sự bất hòa giữa giới lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine nhằm kích động hỗn loạn và lật đổ Tổng thống Zelensky. Tổng thống Zelensky cho biết, Tình báo và các đối tác của chúng tôi có thông tin về cáo buộc. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga bị cáo buộc có kế hoạch lan truyền thông tin sai lệch trong chiến dịch với mật danh là Maidan 3. Maidan là quảng trường trung tâm của Kiev, từng là tâm điểm của các cuộc biểu tình năm 2004 và cuộc đảo chính năm 2014 lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych. Ông nói với họ, tức Nga, Maidan là cuộc đảo chính vì vậy chiến dịch lần này là có thể hiểu được. Cáo buộc mục tiêu cuối cùng của Nga là tìm cách khiến ông Zelensky mất chức. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hai video có nội dung Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaludny gọi ông Zelensky là kẻ phản quốc và kêu gọi quân đội tiến về Kiev. Những video này sau đó được tuyên bố là sản phẩm deepfake, giả mạo nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo và là một phần trong chiến dịch của Nga. Trang tin Babel cho hay, video deepfake đầu tiên có hình ảnh người được cho là ông Zaludny xuất hiện trên kênh Telegram Nga Radio Chuka. Các điểm chính trong video này như sau, ông Zelensky đã thủ tiêu trợ lý của ông Zaludny và sau đó cũng sẽ giết luôn vị tướng rồi giao Ukraine cho Tổng thống Nga Vladimir Putin chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại chính vì ông Zelensky. Người Ukraine được gọi tới quảng trường Maidan, trong khi quân đội được lệnh từ bỏ vị trí và hành quân về Kiev. Video deepfake thứ hai được chia sẻ muộn hơn trên kênh Telegram Chuka Barcelona. Trong video này, người được cho là ông Zaludny tuyên bố rằng, đúng như dự đoán, giới truyền thông nói video hiệu triệu của ông là sản phẩm deepfake và tuyên truyền của Nga. Thưa quý vị, Ukraine công bố một đoạn video ghi lại cảnh chiến đấu cực kỳ cam go diễn ra trong trận chiến giành thành phố công nghiệp Bakhmut ở vùng Donetsk, khiến nhiều người xem lạnh gáy. Các cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra trong trận chiến giành thành phố công nghiệp Bakhmut ở vùng Donetsk phía đông Ukraine. Một đoạn video ghi lại cảnh chiến đấu cực kỳ cam go mới đây được các chương trình quân sự của Kiev công bố đã khiến nhiều người xem lạnh gáy. Đoạn clip dài 3 phút được lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine đăng trên Telegram cho thấy một trận chiến khốc liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine. Đoạn phim cũng được chia sẻ trên X, trước đây gọi là Twitter, bởi hãng truyền thông Đông Âu Nesta. Video được mô tả là cho thấy một cuộc tấn công địa ngục nhằm vào Bắc Mút. Tại thời điểm viết bài, video đã được xem hơn 579.000 lần, không rõ đoạn video được quay khi nào. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email nhưng chưa được phản hồi. Trước đó, tổng thống Ukraine nói Nga hứng chịu tổn thất nặng trong nỗ lực tấn công thành phố Adipka ở Donetsk với thiệt hại lớn hơn cả cuộc giao tranh tại Bakhmut. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết giao tranh tại thành phố Adipka đang diễn ra ác liệt, thêm rằng lực lượng Nga đang hứng chịu thiệt hại lớn tại khu vực này. Nga đang tổn thất nhân lực, khí tài gần Adipka với tốc độ nhanh và quy mô lớn hơn so với cuộc chiến tại Bakhmut, ông Zelensky nói, song không nêu số liệu cụ thể. Tổng thống Zelensky thừa nhận Nga đang tạo ra sức ép lớn lên lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Adika, song khẳng định việc bảo vệ thành phố này là chìa khóa trong kế hoạch giao tranh của Kiev. Ông cũng cho rằng thiệt hại nặng nề ở Adika sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực tác chiến của Nga về tổng thể. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua công bố video ghi lại khoảnh khắc lực lượng không quân Nga tấn công và phá hủy các căn cứ cũng như thiết bị quân sự của Ukraine ở Nam Donetsk. Máy bay chiến đấu của Nga đã thể hiện khả năng chiếm ưu thế trên không trong không phận nơi diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao vào các vị trí quân sự của Ukraine ở phía nam Donetsk. Trong video, hai máy bay chiến đấu bay ở độ cao thấp, sau đó phóng tên lửa vào mục tiêu. Vụ tấn công đã phá hủy xe bọc thép và các vị trí kiên cố được ngụy trang kỹ lưỡng của Ukraine. Sau cuộc tấn công, các phi hành đoàn đã thực hiện các thao tác một cách lão luyện, triển khai các bẫy nhiệt để né tránh các đòn đáp trả của đối phương trước khi quay trở lại sân bay. Theo Sputnik, vụ tấn công đã thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu của các phi công Nga. Khả năng hoạt động hiệu quả của máy bay chiến đấu Nga trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt làm nổi bật tính bất cân xứng về năng lực trên không. Hiện Ukraine đang phải nỗ lực rất nhiều để bắt kịp các lợi thế về công nghệ và chiến lược của Nga, Sputnik nhấn mạnh. Theo quân đội Ukraine, Nga vừa trải qua một trong những ngày chết chóc nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine tháng 2 năm 2022. Nga được cho là đang mất một số lượng lớn quân đội và trang thiết bị khi Kiev đẩy mạnh phản công để giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng và khi các cuộc đụng độ gia tăng ở Avdiivka, một trung tâm công nghiệp ở vùng Donetsk ở phía đông Ukraine. Số liệu do Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine công bố cho biết, Nga đã mất hàng nghìn quân nhân trong 24 giờ qua, nâng tổng số thương vong của Nga lên hàng trăm nghìn người. Đây là ước tính hàng ngày cao nhất của quân đội Ukraine khi họ cho biết Nga đã mất hàng nghìn quân nhân. Trước đó, nhà phân tích tình báo nguồn mở Nansio cho biết Nga đã mất hàng trăm phương tiện chiến đấu sau hơn một tháng giao tranh tại Avdiivka, trong đó có hàng chục xe tăng và xe bọc thép. Hồi cuối tháng 10, Front Intelligence Insight, nhóm phân tích tin tình báo ở Ukraine, nhận định Nga đã mất 1 phần 3 lực lượng cùng nhiều thiết giáp trong chiến dịch tấn công thành phố, được đặt biệt danh là Bakhmut Mút thứ hai này. Dù hứng chịu thiệt hại lớn, Nga gần đây vẫn tăng cường đẩy mạnh nỗ lực chiếm Avdiivka. Anton Kosukon, phát ngôn viên Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 110 Ukraine, cho biết Nga đã huy động thêm hàng nghìn quân và nhiều đạn dược đến gần thành phố không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Nga từ bỏ kế hoạch bao vây Avdiivka, sĩ quan Ukraine nói. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đơn vị Moscow tiếp tục tấn công gây thiệt hại cho hàng trăm đơn vị tác chiến của đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại tỉnh Kharkov, miền đông Ukraine, lực lượng Moscow dùng pháo binh, súng phun lửa hạng nặng đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Ukraine theo hướng thành phố Kupyan, khiến quân Ukraine thiệt hại hàng trăm binh sĩ và nhiều khí tải quan trọng, trong đó có hai phương tiện cơ giới. Tại Donetsk, chiến trường nóng nhất miền Đông, quân Nga đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Ukraine ở thành phố Liman và khu vực phía nam Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, sự phối hợp của các đội máy bay chiến đấu và pháo binh khiến lực lượng Ukraine tại Donetsk chịu thiệt hại nặng. Hàng trăm binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến, nhiều khí tài quan trọng bị hư hại, trong đó có phương tiện cơ giới, xe chiến đấu bọc thép, xe bán tải, trạm kiểm soát máy bay không người lái UAV và một trạm tác chiến điện tử. Trong nhiều hoạt động gần đây ở mặt trận phía đông, bao gồm cả việc giải phóng một ngôi làng trọng điểm gần Bakhmut, các sĩ quan cảnh sát Ukraine đã mạnh dạn tiến vào các vị trí của lực lượng Nga, tấn công bằng lựu đạn và súng. Mặc đồ ngụy trang và cầm súng trường tấn công cũng như súng phòng lựu, cảnh sát chiến đấu ở mặt trận phía đông trông giống như những người lính điển hình và thực hiện nhiều nhiệm vụ giống hệt nhau. Những cảnh sát này thuộc về một lữ đoàn tấn công đặc biệt của cảnh sát quốc gia Ukraine tên là Liut hay Fury được thành lập vào đầu năm nay những cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trên khắp đất nước khi cảnh sát địa phương thực hiện các nhiệm vụ vượt xa nhiệm vụ bình thường nhiều cảnh sát đã tình nguyện phục vụ trong quân đội ukraine trước xung đột của nga các quan chức ukraine thừa nhận rằng việc sử dụng cảnh sát để làm công việc của binh lính chỉ là một sự vá víu cần thiết nhưng khó lý tưởng được biết ukraine đã liên tục thay đổi chiến thuật cả về phương tiện và con người trước đó việc áp dụng chiến thuật tấn công chớp nhoáng kiểu phương tây khiến ukraine chật vật trước phòng tuyến nga và không thể tiến thêm khi mùa đông đến dù tổng thống volodymyr zelensky tuyên bố quân đội ukraine đang cân nhắc thay đổi chiến lược để có thể đẩy nhanh tốc độ tiến công trong thời gian tới các chuyên gia quân sự cho rằng kiev sẽ rất khó xoay chuyển được tình thế những chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh của ukraine sớm phá sản trước phòng tuyến kiên cố của nga ở mặt trận phía nam với các bãi mìn dày đặc khiến xe tăng thiết giáp mắc kẹt và làm mồi cho hỏa lực không quân pháo binh các mũi xung kích nhanh chóng bị chặn lại trước chiến hảo nga khiến Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề trong vài tuần đầu phản công. Thực tế này khiến các quan chức phương Tây thất vọng. Họ cho rằng nguyên nhân thất bại không phải là sai lầm về chiến thuật hay do xe tăng thiết giáp không còn hiệu quả trong chiến tranh hiện đại, mà là vì Ukraine đã không vận hành chiến thuật này một cách đúng đắn. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức sinh viên Majimo 360, khi được hỏi tổng thống tiếp theo của Nga sẽ như thế nào, ông Peskov cho biết người đó giống như ông Putin. Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 3 năm 2024, ngày bầu cử vào tháng 12 năm 2023. Sau đó các đảng chính trị phải tổ chức đại hội trước bầu cử và chính thức đề cử ứng cử viên. Ông Putin có đủ điều kiện để tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa nhưng vẫn chưa lên tiếng về quyết định của mình về vấn đề này. Liên quan đến vấn đề bầu cử, tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhấn mạnh tại cuộc gặp với đại diện các ủy ban bầu cử Nga rằng niềm tin của người dân vào các cuộc bầu cử ở Nga đã tăng lên đáng kể nhưng hệ thống bầu cử cần được hoàn thiện hơn nữa. Trong phát biểu tại cuộc gặp, tổng thống Nga Putin khẳng định việc các ủy ban bầu cử sử dụng các tiêu chuẩn hiện đại đã giúp gia tăng đáng kể niềm tin của người dân vào quá trình bầu cử và bản thân hệ thống bầu cử. Tổng thống Nga dẫn kết quả thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga thực hiện vào ngày bầu cử năm 2020, 60% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng vào kết quả bầu cử. Đến tháng 9 năm 2022, 69% số người được hỏi tin rằng các cuộc bầu cử ở khu vực của họ cơ bản diễn ra công bằng và không có vi phạm. Đặc biệt theo ông Putin, trong tương lai gần, giới chức Nga cần tích cực hơn trong việc phát triển các nền tảng kỹ thuật số để thay thế phiên bản hiện tại của hệ thống thông tin tự động nhà nước của Nga. Phát biểu của tổng thống Nga được đưa ra sau khi trung tâm nghiên cứu ý kiến công chúng Nga công bố kết quả khảo sát được thực hiện vào tháng 8 năm 2023. Theo đó cho thấy 70% người trưởng thành tham gia bỏ phiếu ở Nga cho rằng kết quả bầu cử ở khu vực của họ là hợp pháp. Những người này cũng cho rằng việc bầu cử được tổ chức công bằng và không có vi phạm nghiêm trọng. Theo kết quả khảo sát, 38% số người được hỏi trả lời rằng họ cảm thấy có nghĩa vụ phải tham gia vào tất cả các cuộc bầu cử, bao gồm cấp liên bang, khu vực và địa phương. Theo thông báo của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga, một trong những chủ đề chính của kỳ họp Ủy ban Liên chính phủ với Triều Tiên là thúc đẩy hoạt động vận tải đường sắt và hàng không. Từ đầu năm 2024, Nga có thể bắt đầu xuất khẩu các sản phẩm thịt sang Triều Tiên. Trên đây là thông báo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Liên bang Nga, đồng chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Alexander Kolob trên kênh Telegram ngày 17 tháng 11 sau cuộc họp của Ủy ban Liên chính phủ Nga-Triều Tiên được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng. Theo hãng tin TASS, Bộ trưởng Kolob cho biết hai nước cũng đã nhất trí về việc cùng thăm dò địa chất các màu vàng, đất hiếm và sắt cũng như thăm dò hydrocarbon ngoài khơi. Cục sử dụng lòng đất thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga sẽ xây dựng kế hoạch thăm dò địa chất sau khi phía Triều Tiên cung cấp các bản đồ địa vật lý cần thiết. Bộ trưởng Kolov cho biết kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng kể từ đầu năm và đạt hơn 28 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là mức của thời kỳ trước đại dịch COVID-19. Vì vậy, Nga và Triều Tiên phải nỗ lực để khôi phục hoàn toàn hoạt động thương mại trở lại mức trước đây. Theo thông báo của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga, một trong những chủ đề chính của kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ là thúc đẩy hoạt động vận tải đường sắt và hàng không. Bộ trên nhấn mạnh, việc nối lại các chuyến bay thường xuyên sẽ cho phép hai nước phát triển nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch. Ngoài ra, một số trường đại học của hai nước đã ký thỏa thuận cho phép tham gia vào các chương trình chung để trao đổi giáo viên, sinh viên và thành tựu khoa học. Thưa quý vị, trong một động thái gây bất ngờ, Hezbollah đã phá vỡ sự phối hợp với chính quyền Syria để triển khai 700 tay súng thiện chiến đối đầu Israel. Tờ New Arab, tờ báo Ả Rập mới, dẫn nguồn từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR cho hay, Hezbollah đã triển khai hơn 700 chiến binh tinh nhuệ tới sát khu vực cao nguyên Golan do Israel nắm quyền kiểm soát tại Syria, tập trung ở tỉnh al phía tây tỉnh Rif và một số khu vực ở phía tây tỉnh Daraa. Các tay súng này được tập hợp từ nhiều khu vực khác nhau ở Trung Đông, trong đó có Syria, Iraq. Họ được triển khai tới ba tỉnh trên theo các tốp nhỏ phá vỡ sự phối hợp lâu nay với chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad. Đối với tiền tuyến giáp cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, chính quyền tổng thống Assad từ lâu đã chủ trương giữ yên khu vực này. Dường như để đáp trả động thái của Hezbollah, theo Al Monitor. Israel đã nã một loạt tên lửa vào dạng sáng ngày 17 tháng 11 từ cao nguyên Golan nhằm về phía một số khu vực xung quanh thủ đô Damas của Syria. Tuy nhiên, Syria tuyên bố hầu hết các tên lửa của Israel đều bị phòng không nước này bắn hạ. Những tên lửa còn lại chỉ gây ra thiệt hại vật chất nhỏ. Golan cũng là khu vực hoạt động ưa thích của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Lực lượng đã tuyển mộ các nhóm vũ trang địa phương và hỗ trợ hoạt động của Hezbollah ở Syria. Đặc biệt tại đây, lực lượng Curs của IRGC có đủ cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm để chỉ huy một cuộc tấn công vào Israel tương tự như Hamas đã làm. Một chỉ huy Hezbollah từng đe dọa cuộc chiến tranh tiếp theo với Israel có thể sẽ bắt đầu từ Syria, nhưng điều thực sự quan trọng là cuộc chiến đó sẽ kết thúc tại đâu? Ở Netanya, Haifa hay Kiryat Shmona? Cả ba địa danh này đều là thành phố quan trọng của Israel, trong đó Haifa là thành phố lớn nhất miền Bắc quốc gia Do Thái. Trước đó, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết, lực lượng này tiếp tục sử dụng những vũ khí mới trong các cuộc tấn công chống lại Israel. Trong bối cảnh các cuộc đọ súng ở biên giới phía nam Liban ngày càng gia tăng, người đứng đầu Hezbollah cũng lưu ý rằng Hezbollah đã triển khai tên lửa Bukhan có khả năng mang đầu đạn từ 300 đến 500 kg để tấn công Israel. Việc Hezbollah công bố đoạn video cho thấy năng lực quân sự của lực lượng trong việc chống lại Israel về phía Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, Israel tập trung vào cuộc xung đột ở dài Gaza nhưng vẫn duy trì sự chuẩn bị rất cao ở phía Bắc và sẵn sàng thực hiện các hành động tiếp theo. Theo tờ Lờ Pháp, quy mô và cường độ giao tranh giữa Hezbollah Israel ngày càng leo thang, vượt ra ngoài khu vực 5 km được chỉ định ở cả hai bên đường phân giới. Cường độ giao tranh cao tới mức miền Nam Liban thường xuyên hứng chịu hỏa lực từ Israel với hơn 30 lượt bắn phá mỗi ngày. Một nguồn tin quân sự phương Tây nói với Lờ Măng, chỉ cần một quả tên lửa rơi xuống ngôi làng có người ở tại Israel là đủ để mở đường cho cuộc leo thang lớn. Nguồn tin của Lờ Măng nhận định Hezbollah đang đùa với lửa khi nã đạn ngày càng sát các căn cứ của Liên Hợp Quốc. Động thái này có nguy cơ kích động phản ứng vô cùng dữ dội từ Israel. Quân đội Israel vẫn đang siết chặt kiểm soát ở phía Bắc Gaza trong bối cảnh cuộc chiến của nước này với phong trào Hamas không có dấu hiệu giảm bớt. Tuy nhiên, gần 6 tuần sau xung đột, Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ kế hoạch hậu chiến rõ ràng nào cho vùng lãnh thổ này. Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuần trước cho biết lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thành công cắt đôi giải Gaza và ngày 14 tháng 11 tuyên bố Hamas đã mất quyền kiểm soát ở phía Bắc Gaza, bao gồm cả ở thành phố Gaza. Sau đó một ngày, quân đội Israel đã đột kích bệnh viện lớn nhất Gaza là Al-Shifa khi tuyên bố Hamas đã xây dựng một trung tâm chỉ huy bên dưới cơ sở y tế rộng lớn này. Ngày 16 tháng 11, quân đội Israel công bố đoạn video có tiêu đề Trục đường hầm hoạt động được cho là khai quật trong khuôn viên bệnh viện. Về phần mình, Hamas đáp trả bằng cách cáo buộc Israel đưa ra kịch bản sai lệch, thông tin bịa đặt và xuyên tạc về Al-Shifa. Nhưng kế hoạch của Israel đối với Gaza là gì trong trường hợp nước này đạt được mục tiêu loại bỏ Hamas, một số chuyên gia cho rằng Israel hiện chưa có chiến lược rõ ràng. Frank Lowenstein, người từng giữ chức đặc phái viên về đàm phán Israel-Palestine trong cuộc chiến Israel-Gaza năm 2014, dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Israel đã tuyên bố rõ ràng các mục tiêu an ninh và mệnh lệnh đối với Gaza thời hậu chiến, nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa đưa ra bất cứ điều gì giống như một kế hoạch khả thi đó. Israel cho rằng họ có thời gian để tìm hiểu điều đó sau chiến dịch quân sự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như cũng rất kiệm lời về kế hoạch hoạt động hậu chiến ở Gaza. Nhà lãnh đạo 74 tuổi, người đi đầu trong một số cuộc xung đột Israel-Gaza từng tuyên bố chiến dịch quân sự của mình có hai mục tiêu, tiêu diệt Hamas và giải cứu hơn 200 con tin bị nhóm này bắt cóc vào ngày 7 tháng 10. Ngoài những lời nói mơ hồ đó, Thủ tướng Netanyahu vẫn chưa đưa ra một chiến lược xác định cho vùng lãnh thổ, nơi hơn 2 phần 3 trong số 2 triệu dân hiện phải di rời và hơn 40% nhà ở đã bị phá hủy hoặc hư hỏng, theo số liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA Liên Hợp Quốc. Daniel Levy, Chủ tịch Dự án Mỹ-Trung Đông, một tổ chức có trụ sở tại London và New York, tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine nhận định Israel tham chiến mà không có kế hoạch rõ ràng cho mai sau. Vai trò của người Palestine, trong cuộc phỏng vấn với CNN, thủ tướng Netanyahu nói rằng Gaza cuối cùng có thể được kiểm soát bởi một số hình thức chính phủ dân sự Palestine hợp tác với các mục tiêu an ninh của Israel. Nhà lãnh đạo không nêu rõ chi tiết thêm. Trong khi đó, Mỹ đã cảnh báo việc Israel tái chiếm Gaza và nhấn mạnh vai trò tương lai của chính quyền Palestine PA. Trả lời phỏng vấn, ông Netanyahu nói có thể một chính quyền dân sự được tái lập và đóng vai trò, nhưng trước tiên họ cần phải phi quân sự hóa dân số của mình. Tuy nhiên các chuyên gia hoài nghi về tính thực tế của tham vọng đó. Ông Levy cho biết người Palestine sẽ không dễ dàng làm cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát. Ngay cả PA cũng có một lịch sử chật vật ở Gaza. Sau cuộc nội chiến năm 2007, PA chỉ có thẩm quyền hạn chế đối với các khu vực của Bờ Tây. Các nhà phân tích không dự đoán được liệu việc đưa PA trở lại toàn quyền phụ trách giải Gaza có hiệu quả hay không. Kobe Michael, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia INSS ở Tel Aviv cho biết PA không phải là giải pháp mà là vấn đề, đồng thời cho biết thêm rằng PA đã không điều hành bờ Tây một cách hiệu quả do thiếu hụt tính hợp pháp rất lớn. Trung tâm nghiên cứu khảo sát và chính sách Palestine ở Ramallah năm ngoái cho thấy, hơn 70% người Palestine không hài lòng với Mahmoud Abbas, vị tổng thống lớn tuổi của PA, có tới 74% người tham gia khảo sát yêu cầu ông từ chức. Theo chuyên gia Levy, một trong những lý do khiến ông Abbas mất uy tín là ông đã đồng ý hợp tác với Israel. Dưới thời ông Abbas nắm quyền, các khu định cư của Israel đã mở rộng sâu hơn vào lãnh thổ bờ Tây. Tuy nhiên, ông Lowenstein chỉ ra phương án khả thi nhất hiện giờ là đưa PA trở lại. Ông kết luận các bên liên quan trong khu vực và quốc tế không sẵn sàng đóng góp vào việc hồi sinh Gaza tốn kém nếu không có cơ sở chính trị cho giải pháp hai nhà nước. Sau thất bại trước ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, nhiều ý kiến cáo buộc ông Trump muốn lật ngược kết quả bầu cử dẫn tới vụ bạo loạn chết người tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hay đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Hôm 17 tháng 11, Ủy ban Hành chính ở Hạ viện do Đảng Cộng Hòa, Đảng bên ông Trump dẫn đầu khẳng định đã bắt đầu công bố 90 tiếng đoạn video an ninh về đồi Capitol. Video này vốn đã được cung cấp cho báo chí trước đó. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, một đảng viên Cộng hòa, tuyên bố ông muốn video ngày 6 tháng 1 năm 2021 nêu trên được tất cả người Mỹ tiếp cận. Ông Johnson nói, hôm nay chúng tôi sẽ lập tức công bố video lên một website công khai và hành động nhanh nhất có thể để đưa lên website gần như toàn bộ băng ghi hình hơn 40.000 tiếng đồng hồ. Đài CNN trước đó đưa tin thẩm phán Sarah Wallace của bang Colorado, Mỹ vừa bác bỏ đơn kiện đề nghị ngăn cựu Tổng thống Donald Trump tranh cử sơ bộ tại bang này. Đơn kiện cho rằng do ông liên quan vụ nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021 nên nếu đắc cử và giữ chức tổng thống sẽ là vi hiến. Phán quyết do bà đưa ra sau khi thẩm phán tại các bang Minnesota và Michigan cũng bác bỏ các đơn kiện tương tự. Ba vụ kiện này vốn thu hút tài trợ từ nhiều nhóm, nhưng đến nay đều thất bại trong nỗ lực chặn ông Trump tranh cử tại cuộc bầu cử sơ bộ. Dù bà Wallace nhận định ông Trump tham gia một vụ nổi dậy hôm 6 tháng 1 năm 2021 thông qua việc kích động, nhưng cũng cho rằng lệnh cấm đối với những kẻ nổi dậy theo tu chính án thứ 14 không áp dụng đối với các tổng thống. Khoản 3 của tu chính án số 14 được phê chuẩn năm 1868 có đoạn: "Những ai với tư cách là thành viên của quốc hội, hoặc một quan chức Mỹ, hoặc một thành viên của một cơ quan lập pháp của bang, hoặc quan chức hành chính hay tư pháp của bất kỳ tiểu bang nào đã tuyên thệ ủng hộ hiến pháp Mỹ nhưng sau đó lại tham gia các cuộc nổi dậy hay phiến loạn chống lại hiến pháp sẽ bị cấm giữ các vị trí trong chính quyền." Điều khoản này rõ ràng không nói tới Tổng thống và đề cập tới văn phòng Tổng thống. Cho đến thời điểm hiện tại, bất chấp những rắc rối pháp lý, ông Trump vẫn là ứng viên Tổng thống sáng giá của Đảng Cộng Hòa. Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Iran tuyên bố, lực lượng này sẽ làm mọi điều cần thiết để hỗ trợ Hamas trong cuộc xung đột với Israel ở Gaza. Chuẩn tướng Ismail Khani, tư lệnh đặc nhiệm Kurs, thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, viết trong thư gửi thủ lĩnh Hamas, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết trong trận chiến lịch sử này. Ông tuyên bố Iran và các đồng minh sẽ không cho phép đối phương kiểm soát Gaza và người dân nơi đây. Bức thư được công bố chỉ một ngày sau khi Reuters đưa tin, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thông báo cho lực lượng Hamas rằng Iran sẽ không trực tiếp tham gia cuộc xung đột ở Gaza. Ông Khamenei khẳng định lại lập trường ủng hộ Hamas, nhưng bác bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Gaza. Tuy nhiên, Osama Hamdan, một lãnh đạo cấp cao của Hamas đã bác bỏ thông tin của Reuters. Ông Hamdan cho rằng thông tin này chỉ nhằm làm tổn hại hình ảnh của Hamas và các đồng minh trong trục kháng chiến. Một mạng lưới lực lượng vũ trang ở Iraq, Syria, Liban và Gaza được Iran hậu thuẫn. Lực lượng Kurs là cánh tay phải của lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRGC, một lực lượng hùng mạnh chỉ đạo các lực lượng dân quân đồng minh trong khu vực, từ Liban đến Iraq, Yemen đến Syria. Iran gọi các nhóm vũ trang có quan hệ với họ ở Trung Đông là một phần của trục kháng chiến. Trong khi đó, Israel vừa thả chuyến đơn khắp khu vực phía nam giải Gaza để kêu gọi dân thường sơ tán, cho thấy Israel có thể sớm mở rộng hoạt động tấn công trên bộ xuống phần đất này. Tờ rơi đã được thả xuống bốn cộng đồng ở phía đông Khan Yunis, thành phố lớn nhất ở miền nam giải Gaza, với nội dung cảnh báo những người sống ở đó sơ tán khỏi nơi cư trú của bạn ngay lập tức. Người dân ở các khu dân cư Ankara, Khuzaa, Bani Suhalia và Absaan nằm gần hàng rào vành đai ngăn cách giải gaza với israel nhận được tờ rơi này tại phía bắc giải gaza lực lượng phòng vệ israel cho biết họ vừa thực hiện một chiến dịch chính xác và có mục tiêu nhằm vào hamas tại một khu vực cụ thể của bệnh viện asifa cáo buộc hamas dùng khu tổ hợp y tế này làm căn cứ trú ẩn thủ tướng israel benjamin netanyahu hôm qua nói rằng có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy các con tin bị hamas giữ ở bệnh viện asifa nhưng họ không còn ở đó khi quân đội israel xông vào Ông Netanyahu nói trong chương trình CBS, chúng tôi có những dấu hiệu rõ ràng rằng họ bị giữ tại bệnh viện Asifa. Đó là một trong những lý do khiến chúng tôi phải vào bệnh viện. Ông Netanyahu cho biết chính phủ của ông có thông tin tình báo về các con tin, nhưng từ chối tiết lộ cụ thể. Mặc dù nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo lên án gây gắt cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel vào Gaza, quân đội Israel vẫn triển khai tác chiến như đã định dồn dập đánh vào nhiều cơ sở trọng yếu của Hamas, gây tổn thất lớn cho tổ chức này. Kịch bản Hamas sụp đổ là không thể loại trừ. Một nghiên cứu cho thấy, ngay cả các lực lượng chiến binh thiện chiến nhất cũng sẽ sụp đổ nếu 30% thành viên của các lực lượng ấy tử vong. Quy tắc 30% này áp dụng cho tất cả các xung đột lớn, bao gồm cuộc chiến tranh 30 năm, năm 1618-1648 ở châu Âu, loạt chiến tranh Napoleon, nội chiến Mỹ và các cuộc thế chiến 1 và hai. Ước tính nhánh vũ trang của tổ chức Hồi giáo Thánh chiến Hamas, các lữ đoàn Iadin al qassam có từ 30.000 đến 40.000 chiến binh. Bộ trưởng các vấn đề chiến lược của Israel Ron Dermer cho biết, quân đội nước này IDF đã tiêu diệt vài ngàn tay súng Hamas, tức là tương đương với mức 1 phần 3 hoặc 1 phần 4 của con số cần thiết để vô hiệu hóa tổng thể lực lượng quân sự của Hamas, theo quy tắc nói trên. Việc đẩy các chiến binh Hamas ra khỏi các địa đạo tuy khó khăn nhưng không phải là thử thách quá lớn đối với một quân đội hiện đại như Israel, được trang bị các loại UAV và thiết bị theo dõi điện tử tối tân. Thực tế, mới chỉ có 46 binh sĩ lực lượng phòng vệ Israel tử trận trong chiến dịch đổ bộ vào Gaza, cho thấy IDF rất thận trọng và nỗ lực tránh thương vong. Thiếu tướng về hưu Israel Jacob Amidro thừa nhận có một thất bại tình báo vào ngày 7 tháng 10, nhưng cảnh báo các lực lượng đối nghịch rằng IDF đã phục hồi một cách ấn tượng. Tướng Amidro nói, việc chuyển sang tấn công trên bộ với mục tiêu loại bỏ Hamas đã được thực hiện một cách có trật tự. Lục quân và hải quân Israel đã tận dụng tốt thời gian đợi chờ khi không quân không kích quyết liệt vào giải Gaza. Hiệp đồng binh chủng đã bóc tách được các lớp phòng ngự của Hamas. IDF hiện hoạt động ở vùng lõi đô thị của thành phố Gaza, chuẩn bị cho việc chiếm lĩnh các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas. Hiện khó biết chính xác bao nhiêu chiến binh Hamas đang ẩn mình trong mạng lưới đường hầm rộng khắp của tổ chức Hồi giáo vũ trang này. Một mạng lưới được cho là dài hơn cả hệ thống đường tàu điện ngầm của thành phố London, Anh. Cũng không biết rõ được bao nhiêu người trong số họ đã hạ vũ khí rồi gia nhập khoảng 1,7 triệu người Gaza di tản tới các trại tị nạn ở khu vực phía nam của dài Gaza không có cách nhanh chóng nào để tìm diệt một lực lượng quân sự nằm sâu trong địa đạo rộng lớn. Ngược lại, lực lượng tác chiến nếu cứ ẩn mình thì ít có được cơ hội phục kích một quân đội hiện đại được trang bị đầy đủ cho nhiệm vụ hủy diệt mọi cấu trúc hiện hữu trong môi trường đô thị. Khi khá nhiều người dân Gaza đã di tản về khu vực phía nam của Gaza, thương vong dân thường do xung đột có thể sẽ giảm hơn nữa. Khi Hamas không còn cận kề dân thường, quân đội Israel có thể đẩy mạnh chiến dịch càn quét lực lượng Hamas hiện nay ngoài việc từ chối cung cấp vũ khí mỹ khó có thể làm thêm điều gì khác để giảm quyết tâm tiến công của israel trên thực tế sự ủng hộ dành cho israel vẫn mạnh ở mỹ một số quan chức mỹ bày tỏ lo ngại nếu chiến dịch trên bộ của israel kéo dài có thể dư luận thế giới sẽ nghiêng hẳn về dân thường palestine ở gaza tuy nhiên có những phân tích cho thấy con số thương vong của dân thường gaza có thể đã bị chính quyền hamas phóng đại phía Israel thì cho rằng có tỷ lệ cao các quả rocket mà Hamas phóng từ Gaza sang Israel đã bị sự cố và rơi. Số rocket này chiếm 10% tổng số rocket phóng đi. Khi Hamas phóng tới 10.000 quả rocket vào Israel kể từ đầu xung đột thì số lượng rocket bị rơi có thể lên tới 1.000 quả, gây thương vong không nhỏ cho chính người Gaza. Thưa quý vị, một bức ảnh do lực lượng phòng vệ Israel IDF công bố cho thấy Israel đã đưa tới tiền tuyến ở Gaza, một loại xe bọc thép mới có khả năng bắn hạ tên lửa đang bay tới. Dù theo kế hoạch, phải nhiều tháng nữa loại xe này mới được đưa vào hoạt động. Một bức ảnh do lực lượng phòng vệ Israel IDF công bố cho thấy, Israel đã đưa tới tiền tuyến ở Gaza một loại xe bọc thép mới có khả năng bắn hạ tên lửa đang bay tới. Dù theo kế hoạch, phải nhiều tháng nữa loại xe này mới được đưa vào hoạt động. Chiếc xe bọc thép này từng được sử dụng trong trận Zikim vào ngày 7 tháng 10 khi nhóm Hamas tràn vào một căn cứ huấn luyện nhỏ của IDF. Một đơn vị Israel đã sử dụng chiếc xe bọc thép này để tiếp cận khu vực giao tranh trên bờ biển phía Tây Israel, loại bỏ các tay súng Hamas trên bãi biển rồi tiến về phía trước để hỗ trợ các đơn vị khác. Khi chạy tới căn cứ và di chuyển trên bãi biển Zikim, chiếc xe bọc thép này đã đạt tốc độ 120 km h cao hơn tốc độ tối đa được công bố là 90 km h Sau cuộc tấn công trên, Tamir Yadai, chỉ huy lực lượng mặt đất của Israel đã đưa xe Eitan vào các kế hoạch chiến đấu tại giải Gaza, mặc dù phải tới năm sau thì phương tiện chở quân này mới được đưa vào sử dụng. Một binh sĩ Israel nói với tờ Walla, chúng tôi đã đến khu vực này nhanh nhất, đây là lợi thế đầu tiên của chúng tôi. Sau đó chúng tôi đi đến khu định cư, chúng tôi đụng phải xe của đối phương và không cảm thấy gì cả. Đó là một phương tiện mạnh mẽ, chúng tôi đã phá cổng và hàng rào. Sau đó chúng tôi giúp sơ tán những người bị thương và tiếp tế cho binh sĩ. Eitan được đặt tên theo từ tiếng Do Thái có nghĩa là mạnh mẽ, là một loại xe bọc thép chở quân 8 bánh được trang bị tháp pháo 30mm và có lớp giáp giống xe tăng Merkava của Israel. Đây là một trong những phương tiện bọc thép tiên tiến nhất thế giới, có lớp giáp dày cùng nhiều loại vũ khí và cảm biến. Bổ sung vào khả năng phòng thủ của xe là hệ thống bảo vệ chủ động Iron Fist ADS. Hệ thống này giám sát xung quanh xe có khả năng phát hiện đánh chặn rocket và tên lửa chống tăng của đối phương trước khi chúng có thể tấn công xe. A tan ra đời để thay thế xe APC M113 do Mỹ sản xuất đã cũ mà Israel đang sử dụng. Hoạt động trên mặt đất của IDF đã sử dụng một loạt vũ khí như xe tăng, xe bọc thép, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Blog Armada Ar Rota chuyên theo dõi tổn thất phương tiện của Israel bằng các dữ liệu nguồn mở, ước tính rằng nước này đã mất 132 phương tiện trong đó có 15 xe tăng Merkava. Trong khi đó, các lực lượng Israel đã bao vây thành phố Gaza, cắt đứt khu vực phía Bắc do Hamas kiểm soát khỏi phía Nam. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ quan ngại về tình hình dịch bệnh lây lan ở dài Gaza, nơi người dân đang phải sống ở các khu vực trú ẩn trong cảnh thiếu lương thực và nước sạch. Đại diện của WHO cho biết, chúng tôi vô cùng lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh khi mùa đông đến Hiện chúng tôi đã ghi nhận hơn 70.000 ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính và hơn 44.000 ca tiêu chảy. Đây là những con số cao hơn đáng kể so với dự báo. Trước đó, WHO đã cảnh báo xu hướng đáng lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh ở dài Gaza khi hệ thống y tế và khả năng tiếp cận nước sạch của người dân bị gián đoạn nghiêm trọng do giao tranh giữa phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát dài Gaza và quân đội Israel. Chưa kể, mùa mưa bắt đầu và nguy cơ xảy ra lũ lụt cũng làm gia tăng lo ngại rằng hệ thống thoát nước của khu dân cư đông đúc bị quá tải và dịch bệnh sẽ lây lan. Việc thiếu nhiên liệu đã buộc các trạm bơm nước thải và nhà máy khử muối phải đóng cửa, làm tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và bùng phát dịch bệnh. Theo đài BBC, các công ty viễn thông Panten và Rowan thông báo tất cả các nguồn năng lượng duy trì mạng lưới viễn thông đã hết các dịch vụ điện thoại di động và Internet đã ngừng hoạt động trên khắp giải Gaza. Trong một tuyên bố phát chiều 16 tháng 11, công ty Panthen nói rằng, Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng tất cả các dịch vụ viễn thông ở giải Gaza đã ngừng hoạt động vì tất cả các nguồn năng lượng duy trì mạng lưới đã cạn và nhiên liệu không được phép đưa vào. Cơ quan quan sát Internet, Netblock, xác nhận các số liệu trực tiếp cho thấy Gaza đang mất mạng Internet nghiêm trọng. Hầu hết người dân không sử dụng được các dịch vụ viễn thông. Liên Hợp Quốc cho rằng tình trạng mất dịch vụ viễn thông có thể gây nguy hiểm cho trật tự dân sự và làm ảnh hưởng tới các nỗ lực viện trợ. Israel đã chặn tất cả, chỉ cho phép một chuyến vận chuyển nhiên liệu tới Gaza từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Hamas cách đây 5 tuần. Chính phủ Israel đã bảo vệ động thái ngăn chặn cung cấp nhiên liệu vào Gaza khi đang thực hiện chiến dịch trên bộ ở đây, nói rằng họ lo ngại Hamas có thể lấy nhiên liệu và sử dụng cho mục đích quân sự. Một tàu chở 23.000 lít dầu diesel đã đi qua Ai Cập ngày 15 tháng 11, nhưng Israel chỉ cho phép tàu này tiếp nhiên liệu cho các xe tải chở hàng viện trợ của Liên hợp quốc. Các dịch vụ quan trọng khác đã phải ngừng hoạt động vì những vấn đề tương tự, như bệnh viện, máy bơm nước, nhà máy khử muối, cơ sở xử lý nước thải và cửa hàng bánh. Mọi liên lạc trên khắp Gaza đã bị cắt vào tối 16 tháng 11. Ông Philippe Lazarini, giám đốc chương trình cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA, cho biết ông lo ngại tình hình này có thể phá vỡ thêm trật tự dân sự. Ông cho rằng đây là những dấu hiệu của tình huống khi bị mất dịch vụ viễn thông và không thể liên lạc với bất kỳ ai nữa. Tình hình này có thể kích động hoặc thay đổi trật tự dân sự ở giải Gaza. Ngày 15 tháng 11, tổ chức theo dõi nhân quyền cảnh báo việc mất liên lạc kéo dài có thể che giấu những hành động tàn bạo, khiến không ai phải chịu trách nhiệm, đồng thời làm ảnh hưởng xấu tới các nỗ lực nhân đạo và khiến tính mạng gặp nguy hiểm. Ông Lazarini cũng cho rằng có một nỗ lực cố ý nhằm bóp nghẹt công việc của UNRWA ở Gaza, cảnh báo rằng cơ quan này có thể phải đình chỉ hoàn toàn hoạt động nếu nguồn cung cấp nhiên liệu cạn kiệt. UNRWA đang tiếp nhận 813.000 người phải rời nhà cửa và cần ít nhất 160.000 lít nhiên liệu mỗi ngày để duy trì các hoạt động cơ bản. Ông Lazarini cảnh báo, nếu nhiên liệu không được cung cấp, mọi người sẽ bắt đầu chết vì thiếu nhiên liệu, chính xác là từ khi nào thì tôi không biết, nhưng không sớm thì muộn trong khi đó, bà Cindy McCain, giám đốc chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc, WFP cho biết nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống thực tế không tồn tại và chỉ một phần nhỏ những gì cần thiết được qua biên giới. Bà cảnh báo, khi mùa đông đang đến rất nhanh, sống ở những nơi trú ẩn không an toàn và quá đông đúc cũng như thiếu nước sạch, người dân phải đang đối mặt với nguy cơ chết đói trước mắt. Cũng theo WFP, tình trạng thiếu nhiên liệu cũng làm tê liệt hoạt động phân phối và nhân đạo, trong đó có công tác cung cấp hỗ trợ lương thực. Ngay cả khi các xe tải đến từ Ai Cập và dỡ hàng hóa xuống giải Gaza trong ngày 15 tháng 11, việc FP vẫn không thể tiếp cận dân thường ở những nơi trú ẩn vì không đủ nhiên liệu cho các phương tiện phân phối. Tuy nhiên, đại tá Moshe Tetro, người phát ngôn của Cogat, cơ quan giám sát chính sách ở các vùng lãnh thổ Palestine thuộc Bộ Quốc phòng Israel, nói với BBC rằng ở Gaza không thiếu lương thực và không thiếu nước. Ông Tetro nói Israel đang thực hiện nghĩa vụ của mình khi tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ và số lượng xe tải đi qua Ai Cập đang tăng lên mỗi ngày. Theo Liên Hợp Quốc, 1.139 xe tải viện trợ đã đến kể từ ngày 21 tháng 10, so với mức trung bình khoảng 500 xe mỗi ngày trước cuộc xung đột. Ông Tetro cũng nhấn mạnh rằng Israel đang làm mọi thứ có thể để giảm thương vong cho dân thường, bao gồm cả việc yêu cầu người dân ở phía Bắc Gaza sơ tán về phía Nam. Dù vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng nỗ lực giảm thương vong cho dân thường đã không thành công vì Hamas ngăn người dân tới nơi an toàn hơn. Nhiều người trong số 1,5 triệu người phải di rời đã chạy đến Khan Yunis, nơi có 300.000 người trước giao tranh và nay dân số đã tăng gấp 3 lần. Ngày 16 tháng 11, có thông tin cho biết, lực lượng Israel đã thả truyền đơn kêu gọi người dân sơ tán khỏi 4 thị trấn phía đông thành phố. Bani Suhala, Khuza, Abasan và Karara, nơi hàng chục nghìn người đang trú ẩn. Một phát ngôn viên của UNWA cho biết miền Nam không an toàn chút nào và việc Israel mở rộng cuộc tấn công trên bộ vào khu vực sẽ là một tin xấu. Thưa quý vị, theo Politico, một bản ghi nhớ bí mật do tùy viên quốc phòng của Đại sứ quán Hà Lan tại Tel Aviv, Israel, soạn thảo và phóng viên tờ báo NRC của Hà Lan đã được xem phân tích chiến lược quân sự của Israel ở Gaza, nơi mà quân đội Israel đã liên tục tiến hành các cuộc không kích trả đũa trong hơn một tháng qua và triển khai chiến dịch tấn công trên bộ. Và theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát ở Gaza, số người chết đã lên tới hơn 11.000 người. Theo Politico, một bản ghi nhớ bí mật do tùy viên quốc phòng của Đại sứ quán Hà Lan tại Tel Aviv, Israel, soạn thảo và phóng viên tờ báo NRC của Hà Lan đã được xem – phân tích chiến lược quân sự của Israel ở Gaza, nơi quân đội Israel đã liên tục tiến hành các cuộc không kích trả đũa trong hơn một tháng qua và triển khai chiến dịch tấn công trên bộ. Và theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát ở Gaza, số người chết đã lên tới hơn 11.000 người. Tờ NRC tiết lộ, tùy viên quốc phòng Hà Lan nói rằng, quân đội Israel đang sử dụng vũ khí sát thương trong nỗ lực hạn chế tổn thất của chính mình và phô trương sức mạnh quân sự đáng tin cậy để cho Iran và các lực lượng ủy nhiệm của mình như Hezbollah thấy rằng họ, tức là Israel, sẽ không dừng lại ở đó. Theo quan điểm của Tùy viên Quốc phòng Hà Lan, chiến lược này có mục đích cố tình gây ra sự tàn phá lớn đối với cơ sở hạ tầng và trung tâm dân sự ở Gaza, nhắm vào nhà cửa và cầu đường, đồng thời gây thương vong lớn cho dân thường. Điều này giải thích cho số lượng người chết cao trong dân chúng. Bản ghi nhớ nhận định, cách tiếp cận của Israel làm tăng nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực. Tùy viên quốc phòng của Đại sứ quán Hà Lan cũng viết rằng, Israel đang cố gắng loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ Hamas, một mục tiêu quân sự gần như không thể đạt được. Bản ghi nhớ cho biết, Israel có động cơ trả thù khi cảm xúc và sự tức giận tràn ngập trong các cuộc họp giao ban của quân đội Israel. Bản ghi nhớ cũng cho rằng, chính phủ Hà Lan đã biết về cách tiếp cận của Israel đối với Gaza nhưng không liên án hành động đó. Trong bức thư gửi chỉ huy lữ đoàn al qassam cánh vũ trang của Hamas, chỉ huy lực lượng tinh nguyện Quds, thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, Esmail Khani tuyên bố: Tehran và các đồng minh sẽ không cho phép Israel và những kẻ đứng sau lực lượng này chinh phục Gaza và những người dân ở đây. Trước đó, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, nếu Israel thua trong cuộc xung đột hiện tại với Hamas, các quốc gia phương Tây và Mỹ có thể là nạn nhân tiếp theo. Cụ thể, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Hamas sẽ gây ra mối đe dọa cho cả Mỹ và châu Âu nếu Tel Aviv thua trong cuộc chiến hiện tại. Ông thừa nhận Washington rất ủng hộ hành động quân sự của Israel ở Gaza, từ chối mọi lời kêu gọi ngưng bắn, nhấn mạnh rằng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc đầu hàng Hamas. Ông Netanyahu kêu gọi các đồng minh hỗ trợ. Thủ tướng Israel nói: Chúng ta phải giành chiến thắng không chỉ vì lợi ích của chúng ta mà còn vì lợi ích của Trung Đông, cũng như vì lợi ích của các nước láng giềng Ả Rập và thế giới nói chung. Chúng tôi phải chiến thắng để bảo vệ Israel. Chúng tôi phải thắng để bảo vệ Trung Đông. Nếu chúng tôi không giành chiến thắng bây giờ, tiếp theo sẽ là châu Âu và tiếp theo sẽ là Mỹ. Nhấn mạnh rằng cuộc chiến của chúng tôi là cuộc chiến của các bạn. Thủ tướng tiếp tục cáo buộc rằng có một trục khủng bố tồn tại giữa Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và Iran, đồng thời tuyên bố rằng tay chân của Tehran đang tìm cách đưa Trung Đông và thế giới trở lại thời kỳ đen tối ông cho rằng còn lại là Israel, các quốc gia Ả Rập hiện đại và Mỹ, tất cả các lực lượng muốn thấy hòa bình thịnh vượng cho Trung Đông và cho thế giới. Các quan chức Mỹ chưa trực tiếp kêu gọi ngừng bắn, thay vào đó đề xuất các đợt tạm dừng nhân đạo ngắn hơn để cho phép viện trợ đi vào vùng đất bị bao vây của người Palestine. Tuy nhiên, khi số người chết ở Gaza ngày càng tăng, một số quan chức chính quyền Mỹ kêu gọi lực lượng Israel kiềm chế, trong đó ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gần đây đã than thở rằng quá nhiều người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch ném bom của Israel. Trong một dãy nhà được chia thành từng phòng nhỏ như lớp học, các chỉ huy của lữ đoàn Givati, lực lượng bộ binh chính của Israel ở Gaza, đang tập trung xem một dãy màn hình hiển thị vị trí thời gian thực của các hoạt động quân sự bên trong Gaza. Dãy nhà nằm gần biên giới Gaza, đóng vai trò là trung tâm đầu não công nghệ trong chiến dịch đáp trả của Israel, nhận hàng nghìn điểm dữ liệu chiến trường từ máy bay không người lái, chiến đấu cơ, tàu hải quân, xe tăng và binh lính, cho phép quân đội Israel tiến hành tấn công sâu và thành trì của Hamas ở thành phố Gaza trong vòng 3 tuần với tổn thất chưa đầy 50 binh sĩ thiệt mạng. Theo giới chuyên gia đánh giá, cơ sở này sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trong những tuần tới khi cuộc chiến chuyển tiếp sang giai đoạn phức tạp hơn, với quân đội tập trung vào việc phá hủy mạng lưới đường hầm rộng lớn dưới lòng đất của Hamas và tiêu diệt các thủ lĩnh của nhóm thanh chiến tại đó một quan chức quân sự cấp cao của israel thuộc lữ đoàn givati tại trung tâm chỉ huy và kiểm soát cho biết toàn bộ những thứ này là một cỗ máy đưa ra quyết định với công nghệ vượt trội israel được cho là đang giành ưu thế trên chiến trường trước hamas israel bắt đầu bằng hàng nghìn cuộc không kích nhằm làm suy yếu năng lực của nhóm chiến binh dọn dẹp chứa ngại vận để xe tăng vượt qua và dần siết chặt vòng kiểm soát đối với gaza tuy nhiên chiến dịch này đã tàn phá thành phố gaza và khu vực xung quanh gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngày càng nhận về làn sóng chỉ trích từ các đồng minh của Israel. Một trong những mục tiêu tấn công của Israel nhận được nhiều chỉ trích là các bệnh viện. Ten Avid cáo buộc các tay súng Hamas đang trốn trong các bệnh viện dưới mác dân thường. Thậm chí nhóm thanh chiến còn đặt các trung tâm chỉ huy tại đây. Trong đoạn video mới nhất công bố sáng 17 tháng 11, Israel đã phát hiện ra vũ khí và đường hầm ở dưới bệnh viện Al-Shifa. Trước sức ép của dư luận về khủng hoảng nhân đạo, Israel cam kết sơ tán dân thường ra khỏi các bệnh viện để tránh thương vong. Tuy nhiên, để tránh bị lọt lưới các tay súng Hamas trà trộn trong dân thường, Israel đã dùng nhiệm vụ theo dõi bằng công nghệ và trừ khử các tay súng bằng máy bay không người lái ngay khi nhóm tay súng vừa được thả đi. Trên màn hình TV cỡ chung treo trên tường, các sĩ quan Israel có thể phóng to đường phố với hình ảnh chất lượng cao. Khi nhìn thấy một mục tiêu quân sự của người Palestine, các sĩ quan Israel quay sang chuyên gia về đạn dược ngồi cạnh, thảo luận loại vũ khí thích hợp, có thể là máy bay không người lái để tấn công mục tiêu cụ thể hoặc máy bay chiến đấu đánh sập toàn bộ tòa nhà. Họ có thể kết nối trực tiếp một binh sĩ tại hiện trường với một chiếc trực thăng chiến đấu gần đó. Nếu phát hiện dân thường gần khu vực mục tiêu, sĩ quan tình báo có thể liên lạc và cảnh báo họ rời đi. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp này, nhiều thường dân Palestine đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel. Theo các cơ quan y tế tại khu vực do Hamas điều hành, hơn 11.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong đó hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em. Về phần mình, cảnh sát Israel ngày 14 tháng 11 cho biết, cho đến nay họ đã xác định được 859 thường dân trong số 1.200 người thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Các quan chức Israel cho biết họ cố gắng giảm thiểu thương vong dân sự nhiều nhất có thể, nhưng điều đó không thể tránh khỏi vì Hamas đã đưa cơ sở hạ tầng quân sự ẩn nấp dưới các cơ sở hạ tầng dân sự của Gaza. Chris Cole, giám đốc Drone Wars UK, tổ chức ủng hộ việc chống lại việc sử dụng máy bay không người lái trong chiến tranh, lập luận ngay cả khi quân đội Israel đang tìm cách đưa ra con số thương vong dân sự hợp lý cho mỗi cuộc tấn công, thì cái chết của hàng nghìn dân thường trong vòng chưa đầy một tháng cho thấy bản thân chiến dịch ném bom tổng thể là không đáng. Các chuyên gia quân sự cho biết bất chấp thành công nhanh chóng trong việc giành quyền kiểm soát thành phố gaza israel còn phải chờ lâu mới có thể tuyên bố chiến thắng jira elen cựu tướng israel và cố vấn an ninh quốc gia nhận định hamas vẫn có thể đạt được mục tiêu do lực lượng này nắm giữ quân bài con tin trong khi quân đội israel đã tiến gần đến việc đánh bại hai lữ đoàn hamas ở phía bắc gaza nhưng hamas còn có ba lữ đoàn khác ở miền trung và miền nam gaza nơi israel hoạt động kém hơn Mỹ mới đây đã thông báo điều tra hàng loạt trường đại học liên quan hành vi bài do thái và hồi giáo. Trong thông báo, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Michael Cardona khẳng định các hành vi thù hận không được phép tồn tại trong các trường học khi học sinh sinh viên trở thành mục tiêu bị công kích chỉ vì họ là người Do Thái, tín đồ hồi giáo, người Ả Rập, Sikh hay bất kỳ sắc tộc nào. Các trường học phải hành động để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn và hòa nhập nơi mọi người đều có quyền tự do học tập. Các trường đại học trong danh sách điều tra gồm Đại học Cornell, Đại học Columbia và Viện Khoa học và Nghệ thuật nâng cao Cooper Union ở bang New York, Lafayette College và Đại học Pennsylvania ở Pennsylvania, Đại học Wellesley ở Massachusetts. Ngoài ra, học khu Mays Unified ở Kansas cũng trong danh sách điều tra của Bộ Giáo dục Mỹ. Tháng trước, cơ quan công tố cũng đã buộc tội một sinh viên trường Đại học Cornell vì đưa ra những lời đe dọa trên mạng xã hội nhằm vào các sinh viên Do Thái ở trường này. Trong hai tuần đầu kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10, Tổ chức Phi Chính phủ Liên minh chống phỉ báng đã ghi nhận số vụ bài do Thái tăng gần 400% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 312 vụ có tính chất bài do Thái mà nhóm ghi nhận có 190 vụ liên quan đến xung đột Hamas-Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Dự luật này đã được cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua trước đó với sự ủng hộ của đa số các nghị sĩ, theo đó, mức chi tiêu tạm thời của chính phủ sẽ được duy trì đến đầu năm 2024 sau khi các kỳ nghỉ lễ quan trọng kết thúc. Việc gia hạn này sẽ giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để thống nhất các nội dung chi tiêu của chính phủ trong thời gian tới. Dự luật được chia thành hai giai đoạn, trong đó chi tiêu trong một số lĩnh vực như xây dựng, phúc lợi cho quân nhân, giao thông, nhà ở, phát triển đô thị, nông nghiệp, năng lượng, nước sạch sẽ được gia hạn đến ngày 19 tháng 1 năm 2024, trong khi chi tiêu cho tất cả các hoạt động liên bang khác sẽ được gia hạn đến mùng 2 tháng 2 năm 2024. Dự luật chi tiêu tạm thời không đề cập khoản chi bổ sung trị giá 106 tỷ đô la Mỹ theo đề nghị của tổng thống Biden trước đó dành để viện trợ cho Ukraine, Israel và một số vấn đề khác. Quốc hội Mỹ liên tục rơi vào tình trạng bế tắc tài chính trong năm nay sau một thời gian dài bế tắc với tổng nợ công lần đầu tiên vượt con số 33.000 tỷ đô la Mỹ vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, khiến chính phủ liên bang đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Thực tế này khiến Moody's hạ triển vọng xếp hạng tín dụng của Mỹ xuống từ mức ổn định xuống mức tiêu cực vì lo ngại rằng lãi suất cao sẽ tiếp tục đẩy chi phí vay cao hơn. Chính sách tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát của Mỹ kéo theo chi phí vay nợ của nước này tăng vọt, khiến Washington gánh thêm 162 tỷ đô la Mỹ tiền lãi trong năm tài chính vừa qua so với năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ đã nổi lên trở thành khách hàng tiềm năng mới nhất của Eurofighter Typhoon trong một động thái bất ngờ khi quốc gia NATO này đang tìm cách giải quyết sự chậm trễ trong việc mua lô máy bay chiến đấu F-16 trị giá hàng tỷ đô la Mỹ từ Mỹ. Tuy vậy, nỗ lực có được 40 chiếc Typhoon của Ankara có thể sẽ sớm gặp trở ngại. Bản chất hợp tác của chương trình máy bay này có thể khiến bất kỳ thỏa thuận nào như vậy bị chặn lại, đặc biệt là Đức nhiều khả năng sẽ từ chối bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasagula ngày 16 tháng 11 thông báo rằng nước này đang đàm phán với Tây Ban Nha và Anh để mua Typhoon, mặc dù Đức được cho là đã phản đối ý tưởng này. Trong khi đó, quan điểm của Italy, quốc gia đối tác thứ tư của chương trình Eurofighter thì vẫn chưa rõ. Bộ trưởng Gula cho biết tại phiên điều trần quốc hội ở Ankara, chúng ta đang tiến hành mua sắm, hiện tại Anh và Tây Ban Nha đang nỗ lực thuyết phục Đức, mặc dù chúng ta không đàm phán với Đức. Nếu có thể, chúng ta dự định mua 40 máy bay Eurofighter Typhoon. Một số báo cáo cho hay 40 máy bay này có thể được mua thành hai đợt, mỗi đợt 20 chiếc nếu thỏa thuận được tiến hành. Mặc dù chương trình Eurofighter vẫn tiếp tục sản xuất những chiếc Typhoon mới, nhưng một trong số bốn quốc gia đối tác đã thực hiện những nỗ lực để loại bỏ các phiên bản Trend 1 kém năng lực hơn. Trend 1 có khả năng không đối đất cực kỳ hạn chế, nhưng chúng có thể sẵn sàng để cung cấp nhanh hơn nhiều thỏa thuận của Ankara có thể sẽ được Tây Ban Nha và Anh hoan nghênh khi các nước này sẽ loại bỏ những chiếc máy bay cũ phiên bản Tren 1 và giải phóng nguồn tiền thu được cho việc hiện đại hóa phi đội. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng sẽ cần có sự chấp thuận của Đức. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể yêu cầu mức độ năng lực cao hơn với những chiếc chi phun cũ, bao gồm radar có năng lực mạnh hơn, tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn MBDA Meteor và các loại tên lửa không đối đất tiên tiến. tiến. Dẫn lời các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ quen thuộc với vấn đề này, kênh Al Arabiya TV đưa tin rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có thể sẽ yêu cầu Thủ tướng Olaf Scholz dỡ bỏ lệnh cấm bán Typhoon trong chuyến thăm Đức từ ngày 17 tháng 11. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy ông Scholz khó có thể bị lung lay, trong khi Đức vốn đã có chính sách xuất khẩu vũ khí đặc biệt nghiêm ngặt, môi trường chính trị hiện tại còn mang đến cho Berlin thêm lý do để không chuyển giao vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ cùng với những lo ngại lâu nay về vấn đề nhân quyền hay việc Ankara mua hệ thống phòng không S400 do Nga sản xuất và các hoạt động gây tranh cãi của nước này chống lại lực lượng người quốc ở Syria, việc Thổ Nhĩ Kỳ gần đây lên án gay gắt hơn phản ứng của Israel với Hamas cũng vấp phải chỉ trích ở Berlin. Một yếu tố khác có thể cản trở việc Đức chấp thuận bán chiến đấu cơ Typhoon là việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phản đối việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Với tất cả những yếu tố phức tạp trên thì tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại tìm cách mua Typhoon vào thời điểm này? Câu trả lời là nhu cầu bổ sung máy bay chiến đấu ngay lập tức xuất hiện khi Ankara phải đối mặt với sự chậm trễ trong kế hoạch mua thêm F-16. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nước sử dụng F-16 lớn thứ ba thế giới, với tổng số 270 chiếc máy bay này được cung cấp với các cấu hình Block 30, Block 50 và Block 50 cộng. Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu một thỏa thuận trị giá 20 tỷ đô la Mỹ để mua thêm 40 chiếc F-16 mới, cũng như khoảng 80 bộ công cụ hiện đại hóa các máy bay hiện có, kể từ tháng 10 năm 2021. Nhưng thỏa thuận này đã bị Quốc hội Mỹ từ chối trong bối cảnh quan hệ giữa Ankara và Washington xấu đi. Vào tháng 7 năm nay, dường như đã có một số tiến bộ với việc Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan xác nhận rằng Washington hiện sẽ tìm cách phê duyệt thỏa thuận F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn còn trong tình trạng lấp lửng khi Washington tuyên bố rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển là điều kiện tiên quyết để họ đồng ý bán F-16 hoặc bất kỳ máy bay chiến đấu nào khác cho nước này. Đối mặt với mối quan hệ ngày càng xấu đi với Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bắt đầu dự trữ phụ tùng thay thế cho phi đội F-16 hiện có của mình vào năm 2019. Một chương trình cải tiến cơ cấu cũng đã được tiến hành để kéo dài thời gian phục vụ của một số chiếc F16 cổ nhất. Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ đang quan sát Hy Lạp, đối thủ chính trong khu vực và cũng là thành viên NATO, đang phiên chế máy bay chiến đấu Dassault Rafale do Pháp sản xuất cho lực lượng không quân của mình. Theo truyền thống, nếu Hy Lạp mua máy bay chiến đấu mới, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đáp trả bằng việc cũng trang bị chiến đấu cơ để theo kịp tốc độ. Ngoài ra còn có những lý do khác khiến Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm máy bay chiến đấu mới. Nước này đã bị loại khỏi chương trình chiến đấu cơ tấn công hỗn hợp F35 sau khi không chịu từ bỏ kế hoạch mua S400 từ Nga. Ankara đã lên kế hoạch mua ít nhất 100 chiếc F35. Những chiếc này sẽ thay thế phi đội F4 Phantom II kỳ cựu của họ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang nghiên cứu một loại máy bay chiến đấu được thiết kế và chế tạo nội địa, chiếc TFX của công ty hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ, một loại máy bay tàng hình còn được gọi là KAAN. Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi về tính khả thi của dự án này. Đặc biệt là việc tìm nguồn cung ứng động cơ và ngay cả khi mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, sớm nhất nó cũng không thể bắt đầu đi vào hoạt động trước năm 2030. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.